Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán nha các bạn. Hôm nay mình nói về lũy thừa là gì, được chưa? Cái bước đầu tiên mình sẽ là lấy ví dụ như 2 nhân 2 thì bằng 2 mũ 2, 1, 2 mũ 2, 3 nhân 3 nhân 3 nhân 3, 1, 2, 3, 4, 3 mũ 4, ok chưa? 5 nhân 5 nhân 5 bằng 1, 2, 3 là 5 mũ 3, ok chưa? Vậy lũy thừa là gì? Lũy thừa là gì? Đây là cách các bạn hiểu thôi nha các bạn, chứ không có theo đúng lý thuyết. Lũy thừa là gì? Đây, 2 lũy thừa 2 chính là 2 con số 2 nhân lại. 3 lũy thừa 4 thì là 4 con số 3 nhân lại. Và 5 lũy thừa 3 chính là 5 3 con số 5 nhân lại. Vậy lũy thừa chính là phép nhân của những cái con số giống nhau. Ok chưa? Của những cái con số giống nhau. Đó. Rồi, vậy thì người ta gói gọn lại cái người ta gọi là gom gọn lại là A lũy thừa N, đọc là A lũy thừa N. A người ta gọi là cơ số, A người ta gọi là cơ số, được chưa? Đây là định nghĩa, các bạn chỉ cần học cột thôi. A gọi là cơ số, tại sao người ta gọi là cơ số? Bởi vì người ta gọi là cơ số, nói vậy cho các bạn dễ hiểu, được chưa? N các bạn đọc là mũ, hay đọc là lũy thừa, được chưa? Đó. Rồi, ví dụ như 7 mũ 2 thì các bạn đọc nè, cơ số là 7 nè, mũ là mấy à? Mũ là 2, được chưa? A là 7 nè, N là 2 nè, đọc là 7 mũ 2, 7 lũy thừa 2. Và cái mũ 2 người ta có thể đọc thành một cái kiểu riêng nữa, đó là bình phương. Khi đọc bình phương là các bạn phải biết liền, 7 bình phương là 7 mũ 2, 3 bình phương chính là 3 mũ 2, 4 bình phương chính là 4 mũ 2, 5 bình phương chính là 5 mũ 2, ok chưa? Tiếp theo cái ví dụ đó là mũ 3, đó là 4 mũ 3, đọc có thể các bạn đọc là 4 mũ 3 hoặc 4 lũy thừa 3, hoặc cách đọc khác là lập phương. Khi mũ 3 người ta đọc là lập phương nha các bạn. Ví dụ như 5 lập phương là 5 mũ 3, 6 lập phương là 6 mũ 3, 7 lập phương là 7 mũ 3, ok chưa? Chỉ có mũ 2 và mũ 3 thì có tên riêng thôi. Mũ 2 đọc là bình phương, mũ 3 đọc là lập phương, được chưa ạ? Rồi, mình nhắc lại lần nữa, lũy thừa là gì? Lũy thừa là phép nhân những cái con số giống nhau, phép nhân những con số giống nhau, hoặc là phép nhân những cái phần biến giống nhau. Ví dụ như x nhân x thì bằng x 1 2 x mũ 2, x nhân x bằng 1 2 3 và x mũ 3. Vậy nói nôm na, lũy thừa chính là phép nhân những cái số hay là những cái biến giống nhau, ok chưa? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.